đã nhớ rồi. Và để liên tục chương trình đại diện ca Cần Thơ đến từ Tinh Dị Vĩnh Long trình bày giọng gỗ với tác phẩm Qua Trôi Dòng Nước Bạc. Và với thành phần nhạc sĩ gồm có nhạc sĩ Minh Hùng đàn guitar, nhạc sĩ Hồng Thanh đàn sớm, nhạc sĩ Thiên Danh đàn cò, người quay camera có vô